Năm đấy là em 18 tuổi, em làm được khá nhiều thứ. Đấu trường SEA Games em lần đầu tiên thi và em cũng hơi tiếc nuối. Cảm giác của em đấy là em đã vàng rồi. Nốt trận mà khiến em buồn nhất mà em không được tham dự SEA Games tại Việt Nam. Em không nghĩ là em có thể phá được kỷ lục đại hội. Đẹp trai, thông minh, học giỏi, chọn đi theo điền kinh chuyên nghiệp dù bố mẹ không mong muốn. Nguyễn Trung Cường nổi lên như một ngôi sao trẻ đầy triển vọng của điền kinh Việt Nam ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật. Thành danh ở các giải trẻ U20 thế giới và châu Á, trở thành kỷ lục gia khi mới 18 tuổi, tức là chỉ sau 2 năm đến với thể thao chuyên nghiệp mà thôi. Chừng đó là đủ để giới chuyên môn kỳ vọng với tài năng của điền kinh nước nhà. Thế nhưng may mắn thì không phải lúc nào cũng mỉm cười với chàng trai Hà Tĩnh. Để vượt mất huy chương vàng SEA Games 30 trong gang tấc, rồi hụt vé tham dự SEA Games 31 ngay tại sân nhà Mỹ Đình, bị loại khỏi đội tuyển quốc gia cùng với những chấn thương triền miên đã khiến cho Nguyễn Trung Cường đã có tới quãng thời gian 3 năm lận đận, khủng hoảng cả về tinh thần lẫn tâm lý. Trên hành trình tìm lại chính mình, Trung Cường đã đáp trả bằng một cú đúp huy chương vàng và phá một kỷ lục tại Đại hội Thể thao Toàn quốc vừa qua, cũng chính tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Một thành quả ngọt ngào cho những nỗ lực của ông bố trẻ đầy đam mê, quyết tâm và trách nhiệm. Trước khi vào thể thao thì em đứa học cũng khá là giỏi. Thế là một hôm thi phù đồng ở trường thì em được giải nhất. Thầy Thuận gửi em ra tuyển và tập luyện bây giờ. Em theo điền kinh được 7 năm rồi thì em rất có rất nhiều thành tích. Trong nước có, Đông Nam Á có, châu Á có. Nhưng mà em nhớ nhất vẫn là giải em đi thi U20 thế giới. Năm đấy em phá kỷ lục quốc gia. Và hôm đấy em thi xong em về khóc. Năm đấy là em 18 tuổi. Em vừa mới thi xong tốt nghiệp. Năm đúng sinh nhật 18 tuổi của em là em thi giải đấy và em phá kỷ lục. Đấu trường SEA Games thì đối với em lần đầu tiên thi và em cũng hơi tiếc nuối. Mình tiếc là không phải là vì không đạt thứ mình mong muốn mà mình tiếc là do bản thân mình hơi chủ quan. Lúc đấy thì em không nghĩ là em bị bụt mất bởi vì là cảm giác lúc em ngồi đấy là em đã vàng rồi nhưng mà do em chủ quan nên em quay đầu lại nhìn nên nó bị rơi mất. Nhiều khi thì nó cũng hơi hụt hẫng thật nhưng mà đấy là năm đầu tiên mà chướng ngại vật của Việt Nam nam của Việt Nam giành huy chương vàng nên là một trong hai người Việt Nam nhất đã được. Nhiều khi nó áp lực nhưng mà mình biến nó thành động lực thì tất cả mọi thứ đều đối với em đều là động lực hết ạ. Thể thao có thắng có thua, nhiều khi lúc thăng lúc trầm nhưng mà cái lúc trầm khiến em buồn nhất là lúc trầm mà em không được tham dự SEA Games tại Việt Nam. Đầu năm vừa rồi em có thi sơ loại tuyển chọn SEA Games và em cũng để vụt mất cái tấm vé rằng để đi SEA Games và bởi vì là lúc đấy em vẫn đang chấn thương, vẫn đang dang dở và vào thi đấu thì em có hơi xui là em bị vấp cái rào nước và bị sốc nước, sốc ở đoạn đấy. Và sau đấy thì về thì cũng tiếc nuối và cũng nhưng mà không bị khủng hoảng tâm lý như đợt sau SEA Games 2019 bởi vì là tất cả mọi thứ ở trước đó đều là kinh nghiệm cho em rồi. Mình cứ cố gắng tập luyện và cố gắng hết mình và thi đấu hết mình thì em nghĩ là thành công và may mắn sẽ đến với mình. Cảm xúc của em lúc về đích thì vừa vui, vừa chiến thắng được chính bản thân mình là đầu tiên. Thứ hai là mình đã nỗ lực và vượt qua cái thành tích cá nhân của mình, cảm thấy rất vui ạ. Em chạy thế thôi, em không nghĩ là em có thể phá được kỷ lục đại hội và em nghĩ là đó là do một phần may mắn và sự nỗ lực cộng lại ạ. Cái lúc mình thất bại thì mình cũng lấy đó làm động lực để cố gắng. Mình sẽ cố gắng để giải tỏa mọi vấn đề về cá nhân và xung quanh. Mình chỉ tập trung vào tập luyện thôi và em sẽ cố gắng hết sức để lấy lại phong độ là thứ nhất và thứ hai là lấy lại những gì mình đã đánh mất, đánh rơi chính bản thân mình trong thời gian đã trôi qua. Thất bại là mẹ thành công, coi thất bại là bài học để nỗ lực và cố gắng đi tiếp. Nguyễn Trung Cường vẫn đang trên con đường tìm lại chính mình. Năm 2023 đã đến và Nguyễn Trung Cường vẫn đang cố gắng thực hiện giấc mơ vàng SEA Games tại SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia vào tháng 5 tới đây. Chúc cho đường tới SEA Games 32 của Trung Cường gặp thật nhiều may mắn và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở chương trình này vào tuần sau.
mục tiêu của em là nằm trong top và đi SEA Games. Nếu mà mục tiêu mà được đi SEA Games thì tất nhiên mục tiêu của mình là vào vàng, huy chương vàng. Vợ con em cũng là nguồn động lực lớn. Nhiều khi nhớ vợ nhớ con nhưng mà mình cũng phải cố gắng, bởi vì đó là cả sự nghiệp và tương lai của mình. Năm mới và mục tiêu mới thì em sẽ cố gắng để hoàn thiện bản thân nhất có thể và sẽ đem lại thành tích về cho tỉnh và nước nhà.